Chào các bạn. Rồi lâu lâu Hoàng về Sài Gòn rồi, hôm nay Hoàng cũng làm một clip giao đàn cho các bạn xem cho vui nha, cho đỡ buồn nha. Thì bây giờ trước khi đi, Hoàng cho các bạn coi các sản phẩm của bên Hoàng. Kỳ này về rất là nhiều đàn và rất là nhiều đàn đẹp nha các bạn. Hoàng á, là các bạn nhớ, Hoàng là chuyên đàn đẹp, đàn cao cấp. Đó, cái ai mà cần đàn đẹp, đàn cao cấp thì cứ đến bên Hoàng. Đó, hôm nay có rất là nhiều màu, màu bóng rồi, màu trắng tinh rồi trắng ngà, nhiều loại lắm, nhiều sản phẩm lắm. Các bạn cứ đến nha, nhiều cái sản phẩm phù hợp với mình lắm. Rồi sau khi quay cái đó, Hoàng sẽ bắt đầu Hoàng lên đường đi Long Khánh nhé. Rồi mời các bạn vô trong cái cửa hàng của Hoàng nha. Đó, về rất là có nhiều đàn đẹp nè, toàn là những model cao cấp không à. Cao cấp thì các bạn phải đồng ý là nó đắt tiền ha. Hoàng không có kinh doanh những cái đàn mà người ta cứ gọi là đàn cỏ đó, thì Hoàng không có kinh doanh. Hoàng kinh doanh tập trung vào những cái đàn cao cấp, thành ra là nó hơi mắc một xíu, nhưng mà tiền nào của nấy các bạn. Đó, các bạn mua là mua cái an tâm. Và khi mà Hoàng đem về các sản phẩm cho các bạn á, giá nó đã còn có phần nửa, là 1/3 so với cái đàn mà mua mới tinh. Trong khi đó là mình được cái chất lượng rất là tốt ha, nhiều lắm. Rồi mời các bạn ghé nha. Rồi bắt đầu đi Long Khánh đây. Rồi bây giờ hai anh em bắt đầu đi đây. Đây, đẹp trai càng ngày càng đẹp trai, mình thì càng ngày càng già càng đẹp. Đó, mình càng ngày càng già rồi đó, cũng càng ngày càng đẹp trai. Khổ không? Khổ lắm, khổ tâm lắm. Mình đi cao tốc từ Long Thành tới Dầu Dây, nhưng mà trước khi tới Dầu Dây mình quẹo phải, là mình đi cái cao tốc đi ra Phan Thiết á, đi đoạn thôi, thì mình sẽ xuống cao tốc mình rẽ trái để mình vào thành phố Long Khánh nha các bạn. Thì cái cao tốc bây giờ nó giải quyết được tới 90% cái đoạn đường đi đến Long Khánh rồi, rất là gần. Khi mình xuống dưới cái đường dân sinh này đi khoảng độ 5 cây nữa là vào tới trung tâm của Long Khánh. Rất là tiện nha các bạn. Đó, mọi thứ bây giờ nó tiện nghi lắm. Bữa Hoàng đi ra Bắc kìa. Đó, cái đoạn cao tốc Bắc Nam nó cũng làm được vài trăm cây rồi, đi sướng lắm. Đi tiết kiệm thời gian lắm. Đây, trước mặt mình là trung tâm, thấy chưa? Có cái chữ Long Khánh rồi đó. Đó, nhanh lắm các bạn. Rồi, chuẩn bị tới nhà khách rồi. Là bây giờ mình sẽ tắt máy và xuống để khiêng đàn lên nha các bạn nha. Đây, cái đàn đã mang lên lầu 1 của nhà bạn khách ở Long Khánh. Đó, HP505 nha. Cái này bền lắm nha các bạn. Tiếng hay. Đó, mình đang xài cái này ở Di Linh đây. Rất hay. Rồi test luôn. Rồi test luôn. Quá đẹp, tiếng quá hay.
Không, cái này rất bền nha các bạn. Đó. Khuyến cáo là cứ ai mà cứ mua khoảng tầm hai mấy triệu cứ rô lên HP cho Hoàng. Không, mà cái cần phải chi tiết là rô lên đánh chi tiết lắm. Anh cũng ngồi nhưng anh chỉ nói rồi. Anh không đàn nữa vì nha, nguyên đàn đã thể hiện hết cái đàn rồi. Thấy không, các bạn thấy Nguyên không? Nguyên vô công ty cũng phải được 3 năm rồi, sau 3 năm dã man chưa? Đánh dã man chưa đâu, sau 3 năm. Hồi lúc mới vô baby nó không biết gì đâu. Không giờ sành sỏi lắm các bạn. Ok, cảm ơn khách hàng đã mua ủng hộ Hoàng, cảm ơn mọi người đã xem cái clip của cái kênh của Hoàng để mà mua đàn bên Hoàng. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Luôn luôn cam kết là đem đến cho các bạn những cái sản phẩm tốt nhất, những cái dịch vụ tốt nhất. Cảm ơn các bạn nhiều nha. Giây phút rất hạnh phúc chuyển tiền. Hôm nay điện Nguyên đẹp trai thật ta, diễn viên quá ha.